Em cũng giống như hồi đó vậy. Không bao giờ em chịu nhận phần đồ ăn của anh cho em hết. Mà tại sao hồi đó anh Bách cứ hay cho phần bánh kẹo của anh hoài vậy? Tại vì Dương dễ thương mà. Vậy chứ Nguyệt không dễ thương hả? Nó giống hệt em à. Em lúc nào cũng vậy, chỉ biết quan tâm người khác. Còn Nguyệt á hả? Anh thật sự anh cũng không biết nói sao nữa. Trong các con, ai đã đẩy bạn Thúy té ngã? Dạ con, dạ, con không có. Con cũng không có. Nếu các con đã làm thì phải dũng cảm nhận lỗi, không thôi mẹ phạt nặng đó. Con không có, mẹ đừng phạt con. Hồi nãy con thấy có người đẩy bạn Thúy với mẹ. Ai vậy con? Bạn Dương hay là bạn Nguyệt gì đó. Hai bạn giống nhau quá, con không có biết. Rồi, con nhìn kỹ nha. Bạn Dương á mang cái kẹp to, còn Nguyệt á mang cái kẹp nhỏ. Dạ. Vậy bạn nào đã xô ngã bạn Thúy? Con không biết. Nè, có phải một trong hai con đã đẩy ngã bạn Thúy té không? Con không có. Dương, con có đẩy bạn Thúy té không? Dạ con không có. Hai đứa con nói đi, đứa nào đẩy bạn Thúy? Không thôi á mẹ phạt cả hai đứa. Dạ chị hai làm chứ không phải là con. Mẹ, không phải đâu mẹ. Con thấy bạn Nguyệt đẩy bạn Thúy chứ không phải là bạn Dương. Anh biết gì mà nói, là chị hai làm chứ đâu phải là con. Dương à, có phải con đẩy bạn Thúy té không? Dạ, con xin lỗi mẹ. Con hư lắm. Qua đây, khoanh tay quỳ gối xuống cho mẹ. Dạ.